Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Theo lời yêu cầu của cả nhà, Sisi ơi, mặc những cái đầm nào nó sang, nó đẹp đi, để chuẩn bị cho Tết. Còn có mấy ngày nữa Tết là Sisi. Đó thì với các bạn Việt Nam thì không kịp rồi, tại vì chuyến hàng cuối cùng đã kết thúc lâu rồi ha. Thì các bạn mua để mà mặc đi sau Tết thì ok. Bây giờ chỉ kịp cho các chị em ở bên Mỹ thôi. Còn các chị em ở bên nước ngoài hoặc là ở Việt Nam thì không kịp rồi, không kịp Tết rồi. Nhưng mà Sisi vẫn mặc. Đây là những cái áo đầm rất sang, rất đẹp, với thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Áo đầm này thì đâu có xa lạ gì với các chị em nữa đúng không? Sisi có nguyên một bộ của Sisi luôn đó, nhớ không? Rất là đẹp luôn. CC không có mặc cái của CC là tại vì ở trên lầu rồi, cho nên bây giờ CC mặc size 4. Thì cái này chính là size 4. CC có size 8, size 10, size 14 luôn ha. Có tới mấy màu luôn. Đó. Thì cái này CC mặc lên, CC sẽ nói size để cho các chị em dễ biết. CC mặc có size 2 à. Thành ra cái áo này CC mặc nè, cái phần nách nó hơi bị rộng. Thành ra chị em nào mà mặc size small hoặc là medium thì mặc vừa cái áo đầm vàng này. Sang trọng, đẹp, cực kỳ đẹp. Bây giờ mùa đông mà, các bạn có đi chúc Tết ai đó hoặc là các bạn có đi đâu chơi đó, party tiệc tùng trong những ngày Tết Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn phải khoác một cái áo nỉ như vậy. Hy vọng là trời ngày hôm đó chỉ lạnh thôi, chứ đừng có lất phất mưa. Đó, thì với một cái áo nỉ, với một cái áo đầm vàng ở bên trong, trời ơi, Sisi nói thật nha, sang trọng và đẹp trên cả, tuyệt vời. Mặc áo đầm này nè, đứng kế một đoàn lân đó, những con lân, chụp hình để lấy hên đầu năm, nhất là các chị em ở bên Cali, tuyệt đẹp luôn. CC có 4 màu, CC sẽ mặc hết cho các bạn xem ha. Trên cả tuyệt vời luôn, đẹp lắm luôn. Chỉ cần đứng như vậy thôi, gặp một cơn gió tới, cái phần xòe của cái váy nó tung bay lên, các bạn lắc lư chút xíu thôi, trời ơi, mê chết luôn á. Những cái áo đầm mà sang như vậy, mùa này thì bắt buộc các chị em phải mặc áo nỉ rồi. Không thể mặc được những cái áo giống như áo lạnh, áo gió ha, không đẹp ha. Một là các chị em khoác ở bên ngoài cái áo nỉ như vậy. Hai là các chị em choàng cái khăn. Nhưng mà chúng ta đi chơi mà, đi chúc Tết mà, đi ra Phước Lộc Thọ để chụp hình thì khóa cái khăn không có đúng lắm à. Như vậy thôi. Nhưng mà hình như bên Cali không có lạnh. Ở những tôi ban lạnh mới lạnh, chứ bên Cali thì không lạnh đúng không ạ? Trời ơi, nó không lạnh thì như vậy là trên cả tuyệt vời rồi. Rất đẹp luôn, sang vô cùng luôn, tuyệt đẹp. Trời ơi, cái đầm này nè, mà chúng ta đi nhảy đầm ha. Trời ơi, Sisi nói trên cả tuyệt vời luôn, mê ly luôn đó các bạn, xuất sắc luôn, thiệt là thích luôn đó. Với một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Cái áo đầm này Sisi mua lâu rồi. Lúc Sisi mua được tới 50% off lận. Bây giờ là không có nữa đâu các bạn. Không còn luôn nữa đấy. Đẹp lắm. Sisi mua đủ size, Sisi mua đủ màu luôn. 50% off. Một trăm mấy chục đô cái áo đầm này đó. Giá tiền đây nè. Nhưng mà Sisi không có mắt kính, không thấy đường ha. Trời ơi, mê ly trên cả tuyệt vời. Thiệt là thích luôn. CC mê cái hiệu này lắm. Cái hiệu này đó
vải xô, vải kate, vải muslin, vải voan đều đẹp hết. Thương hiệu này là chuyên về đầm, mà đầm đầm dạng sang đẹp đó, trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Và đây đây là cái bóp CK. Cái màu rất sang, rất lịch sự luôn. Dây này là chúng ta đeo ngắn như vậy, có thêm một sợi dây dài nữa để đeo chéo nữa ha. Hai dây. Đẹp vô cùng và sang vô cùng với thương hiệu CK. CK có mấy cái bóp à? Chắc cao lắm chừng 3 cái, 5 cái là tối đa, không có nhiều. Mấy hiệu khác CC nhiều lắm. Còn CK đó khó lắm các bạn, khó mua khi on sale lắm. Bóp này cũng mua lâu lắm rồi đó, để dành đó. Đây, rộng lắm, cho nên là các chị em yên tâm ha. Hơn một gang tay CC đó, gần như là một gang rưỡi luôn. Giá tiền ở đây nè, 128 đô, 30% off ha. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn đó. Cái bóp này cũng vừa size với CC lắm đó, nhưng mà bạn nào muốn mua thì cứ mua đi ha. Tại vì á, bóp CK đó là hàng hiếm, nhưng mà CC thì có cơ hội mua. Không có mua được cái này cũng mua được cái khác. Còn các bạn ở bên nước ngoài và các bạn bên Việt Nam, cơ hội không có. Cho nên là cái gì mà CC làm video đó, các bạn muốn mua các bạn cứ mua hết đi. Các bạn mua CC vui, CC có tiền nữa, rồi lại lấy cái tiền đó đi shopping mua cái khác nữa. Vì ngày nào CC cũng đi shopping đó đó, không đi buồn. Rồi, rất là đẹp ha. Chị em nào mua cái áo đầm này thì hãy mua cái bóp này đi. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp. Bây giờ CC qua cái khác nha. À, tiếp theo đây. Phải nói là CC mê luôn. Cứ việc mua các bạn, mua đi rồi từ từ các bạn gom lại, các bạn sẽ phối chung với nhau được. Thì đây là cái giỏ. Mà nói thật là CC phối với nhiều bộ rồi, CC thấy không có xuất sắc lắm, nhưng với cái áo đầm này thì lại quá xuất sắc. Đây là cái áo đầm với một thương hiệu quá là nổi tiếng trên thế giới, rất là đắt tiền luôn. 128 đô, 50% off. Cái này CC đang mặc là size 4. Tuyệt vời không ạ? Trên cả tuyệt vời. Thì đây, với cái giỏ của Ý, các chị em thấy có phù hợp với lại cái áo đầm này không? Chứ CC thì thấy quá sức là phù hợp rồi, không còn gì có thể hơn được. Đẹp tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Thiệt thích luôn đó các bạn, quá phù hợp luôn, quá đẹp luôn, thiệt là thích luôn đó. Màu tím và màu vàng cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. CC thiệt thích đấy nha. Cái áo đầm vàng với tím này CC có một cái à, size 4. Chị em nào mua hãy mua một bộ này. Nếu mà chị em size 4, CC mặc có size 2 à, cái này size 4 ha. Thì đây, trên cả tuyệt vời. Mua cái áo đầm này mà không mua cái giỏ này uổng lắm đó, xin nói thật đó. Hiếm lắm mới có được cái giỏ màu tím, mà lại là giỏ của Ý nữa ha.
Trời ơi, với một cái áo đầm với một thương hiệu rất là nổi tiếng, rất đắt tiền luôn các bạn, mê luôn đó. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Không biết nói gì luôn. Chỉ biết nói đẹp quá hả? Chị em nào muốn mua cái áo đầm này, size 4, nhắn tin với CC, nhắn liền nha, chứ CC biết đó. CC biết là những cái dạng đầm đẹp như vậy đó, các chị ở Mỹ mua nhanh lắm. Tại vì CC thích mặc đồ bụi bụi, cho nên là CC làm những cái video mặc đồ bụi bụi. Chứ CC mà xin chút, CC mặc toàn là những cái áo đầm đẹp này là tội nghiệp cho các bạn Việt Nam mua không kịp. Nếu mà CC đăng giờ này nè, đăng đêm nè, thì các chị em ở Việt Nam mua được. Còn CC đăng ban ngày là các chị em mua không được. Tại vì các chị ở bên Mỹ, với những cái thương hiệu này thì ai cũng rành quá rồi. Họ mặc nhiều quá rồi. Chỉ cần nhìn thấy cái thương hiệu là họ biết là họ có mặc vừa hay không, là họ mua liền nha. Là tại vì sao? Họ không có thời gian đi mua. Đó, cho nên là mua từ CC. Trên cả tuyệt vời. Có một cái duy nhất nha, size 4. Hãy mua lấy bộ này đi, nếu chị em nào mặc được size 4. Trên cả tuyệt vời. Và đây, một kiểu này, một thương hiệu, tất cả đều được 50% off. Hiện tại bây giờ chỉ còn được có nhiêu đây thôi à. Đó, thì bây giờ CC sẽ nói size để cho các chị em biết ha. Cái CC đang mặc là size 4. Cái này là hồi nãy ở đầu video CC mặc là size 4. Và đây, cái đầm đen. Cũng y hệt như vậy nha, cũng cái kiểu như vậy luôn ha. Cũng là size 4. Màu đen nha. Và đây, cái này là giống cái đầu tiên CC mặc đó. Cái này là size 8. Các chị em nghe kỹ kỹ nhớ size ha. Đó, size 8 nha. Tất cả là 50% off. Quá sức rẻ luôn. Và đây, cái này màu cam. Cái này cũng là size 8. Size 8 ha. Và đây, đây là cái cuối cùng. Cái này là size 14, là size lót. Các bạn thấy size 14 không? Mà nhìn cái form áo đẹp không? Rất nhỏ, rất đẹp luôn. Vậy mà size 14 lận nha các bạn. Mà nhìn cái form áo đẹp mê ly luôn á. Chị nào mà size lót rồi size 14 đừng có bỏ qua cái áo này. Đẹp lắm luôn đó. Đó, CC mặc nè. Mặc cho các chị em xem đây. Đó. Thì coi như là chúng ta có được ba cái size số 4, hai cái bông, một cái đen. Size 8 chúng ta có được hai cái màu cam và cái màu vàng. Size 14 tức là size lót, extra lót, lót gì đó. Một cái là màu cam. Các chị em cứ việc lựa chọn đi nha. Các chị em nào thích liên lạc với CC 706 987 9063. Các chị em bên nước ngoài nhớ thêm số 1 706 987 9063. Các chị em ở Việt Nam liên lạc với em Sa 098 257 1934. Tất cả 50% off. Quá sức rẻ luôn. Hai bữa ăn sáng xong. Mê ly luôn. 128 đô một cái áo đầm này. 50% off. Đẹp xuất sắc. Đẹp mê ly luôn. Nhớ nha, ai mua cái áo đầm vàng này thì hãy mua cái giỏ này. Vì nó có màu tím đi với cái giỏ tím. Mà cái giỏ này nè, cái loại lớn với lại giỏ như vậy là của thời trang năm nay. Trời ơi, mê ly luôn đó. Xuất sắc luôn đó các bạn. Cái giỏ này thì không phù hợp với những cái áo đầm này đâu. Chỉ là phù hợp với cái áo đầm CC đang mặc thôi.
cực kỳ sang, cực kỳ đẹp và vô cùng rẻ, với một thương hiệu quá là nổi tiếng luôn. Rồi thì coi như là trong video này có bao nhiêu đây cái áo nha. Xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye, I love you.